ai là gia thiện dạ giấy phép nè anh được rồi chúng tôi sẽ kiểm tra gỗ và chủng loại có đúng trong giấy phép hay không anh ở đây ngồi chờ dạ Nè sếp tôi đâu có thời gian mà ngồi chờ hoài vậy được ông là nguyễn văn hưng đúng tôi đây ông cứ ngồi chờ chúng tôi kiểm tra xong rồi sẽ cho xe đi dạ thưa anh chúng tôi đã kiểm tra khối lượng và chủng loại gỗ đúng nhưng toàn là những cây gỗ lớn đã được khoét để chứa gỗ trầm và gỗ quý khác nè sếp tôi đâu có thời gian mà làm ba cái chuyện như vậy được được rồi tôi sẽ ra ngoài đó xem sao đại ca đại ca nguy rồi đại ca ơi tụi nó đòi dâm xe đại ca ơi tụi bay làm ăn làm sao mà để nó phát hiện ra gì tụi em đâu có biết mấy lần trước trót lọt sao lần này xui quá xui là mày xui đó tính sao đây đại ca chơi luôn hả đại ca chơi đó luôn nhất định phải cứu hàng không để tụi nó lấy hàng nhưng mà không những gì hết tụi nó không chết thì mình chết Anh ừ. vào phòng với em đi Nằm ở ngoài này lạnh lắm á Không cần đâu Anh à, nằm ngoài đây cũng được mà Em đi ngủ đi Ngày mai em còn phải đi làm sớm nữa Hôm nay á à, Chú Lân đã nhắc tới em rồi đó Anh cũng cảm thấy buồn ngủ rồi uhm, Vậy em mang gói da mền ra cho anh nha mày quá có kịp thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi đồ ăn sáng em đã để sẵn rồi ăn xong rồi hãy đi làm em đi trước nha gặp lại sau em về trước đây chị ừ em về đi dạ alo phòng kinh doanh nghe chào cương anh muốn gì anh đang đợi em trước cổng công ty nè bây giờ tôi không muốn gặp anh anh đang đợi ở đây nếu em không ra đừng có trách anh nhé. Hải Thu, Hải Thu, em có sao không? Em không sao đâu. Em hãy bình tĩnh. Có chuyện gì em nói anh nghe đi. Hắn vẫn không buông tha cho em. Hắn là ai? Tên khốn đó. Hắn theo em từ khi em còn ở Singapore. Bác lo Hưng hả? Anh biết hắn ta Anh đã thấy hắn một lần Ở trước cửa nhà em Tôi <laughs> chỉ là phớt qua Nhưng anh vẫn nhận ra hắn Trước đây Hắn là một tên buôn lậu trầm hương và gỗ quý Sau đó Hắn trốn sang Đài Loan và Singapore Những người trong nghề khai thác gỗ Đều biết hắn Nhưng mà Tại sao em lại quen biết hắn <laughs> Em quen hắn khi đang đi du học ở singapore thấy em chỉ có một mình hắn hay giúp đỡ em một thời gian sau hắn ngỏ lời yêu em muốn em trở thành bạn gái của hắn nhưng em đã từ chối từ đó hắn căm hận em hắn hâm dọa em là nếu như em quen ai á hắn sẽ phá em cho tới cùng mấy hôm trước hắn còn đột nhập vô nhà em nữa Buộc em phải quay lại với hắn Vậy Sao em không báo công an Nếu công an bắt Cũng không có bằng chứng mà buộc tội hắn đâu Nhưng mà Nếu như em cứ chịu đựng như vậy á Thì cũng không phải là giải pháp Em sẽ tìm cách giết chết hắn Không có được đâu Em sẽ lên kế hoạch giết hắn Mà không ai có thể biết được hết Em không có giết được hắn đâu Hắn là một tên rất là ma mảnh Em chưa kịp ra tay á thì hắn đã ra tay trước rồi nhưng mà em không thể nào sống trong thấp thỏm lo âu hoài được em phải nghe lời anh đừng có làm gì hết để anh nghĩ cách đối phó với hắn em nghe lời anh nha thôi em về nhà đi nhưng mà bây giờ hắn đang đợi em ở dưới á em sợ lắm anh sẽ đưa em về không em không muốn anh dính vào chuyện này đâu em không muốn anh gặp nguy hiểm chuyện của em cứ để cho em lo chuyện của em cũng là chuyện của anh anh sẽ không bỏ em đâu đi em đi về với anh đi lên xe đi em. Được Dạ. Chỗ mũi vô chuyện của tạm Hết muốn xong Mua ra đi chị Mua ra đi cô Hôm nay hình như mấy con nghỉ bán phải không Dạ Hỏm rài à, tụi con mắc công chuyện dạ hèn chi mấy bữa trước cô ra đây cô không thấy tụi con dạ, dạ. tụi con nghĩ cũng tuần nữa cô bán rau á thì lo bán rau đi mà đặt đi công chuyện làm gì ngoài bán rau tụi con cũng đâu có công chuyện gì làm đâu đúng không dạ dạ bỏ này nhiêu đây dạ bốn ngàn dạ bốn ngàn bốn ngàn hả tiền nè dạ con cảm ơn cô Thà đi nha dạ, con cảm ơn cô đi lo bán rau lo bán rau đi không có chuyện gì, gì đâu làm mắc cười quá kệ người ta đi người ta khách hàng cũng nói gì chẳng được nói gì chẳng được là sao không lẽ bán rau là thấp kém lắm hả bán cho anh bỏ rau đi anh thiện <laughs> Ủa Bữa nay anh không đi làm hả Có chứ Nhưng anh có chuyện muốn nói với tụi em Dạ có chuyện gì vậy Em có muốn đi thăm Bảo Kim không Có à, em muốn lắm Thôi Nhưng mà em không đi đâu Sao hả Có phải làm ngày chú Lân không Em đừng lo Anh sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện Chú Lân không biết đâu Anh đi thăm bảo kim hả cho cho em đi với nhau ừ vậy chừng nào mình đi anh định là chiều nay xí 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 cho em hỏi có me ca đi chung không <laughs> tất nhiên là có me ca rồi chúng ta sẽ đi bằng taxi nha <laughs> dạ em biết rồi tụi em sẽ để ở đây ừ. dạ thôi anh đi nha dạ dạ biết anh yeah! 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 chiều nay đừng đi taxi <cười> <cười> Đến giờ rồi mà chưa ai đến hết vậy ta Alo, Kim hả? <laughs> Cứ yên tâm. Hôm nay công ty chúng ta có một buổi họp anh sẽ tranh thủ đưa mọi người tới gặp cậu rồi sẽ quay về họp như vậy sẽ không lo chú Lân bắt gặp vậy nha ok hiểu không, hiểu không? chữ <laughs> con còn đẹp nữa đẹp không đẹp mà kiểu gì vậy không biết kiểu gì nhưng mà nó nhập về có hai cái đó cái gì có hai cái ừ. em sàn cái bà hút rác gần nhà sàn cái bà <laughs> nó bảo bán gì chai anh biết Được. sao không đáng lẽ là người ta chụp sọc rác rồi nhưng mà người ta bán lại cho nó một trăm năm ngàn á hiểu rồi nha nó còn là bao nhiêu vậy trong gửi anh Vậy mà nó nói á, định tặng em ngày sinh nhật của em á anh à, đúng rồi yeah. Ủa, cái giá chị món quà nó quan trọng, quan trọng là giá chị ở trong lòng đúng không anh? đúng rồi Mà bây giờ tôi có tặng bà, bà cũng đâu có số đâu mà bà gọi Có <laughs> Số của Bảo okay. Kim Số của anh được <laughs> Nhắc mới nhớ Cho em số đi Bữa nay em một là chạm Ok Em bấm luôn vào đi Đọc à, không một 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 cấp em nhá qua cho anh đó nha nhanh đi rồi được chưa rồi vậy bây giờ anh nhập tên của bk hay là phi anh đây ờ à, anh luôn phi à. anh đi phi anh đi anh đúng rồi đúng rồi anh luôn phi anh đi để dù gì em cũng đưa cho bảo mà à lát nữa anh có một cuộc họp rất là quan trọng thì à anh sẽ đưa tụi em tới đó dạ. rồi uh, anh về trước dạ. rồi uh, tụi em tự về sau dạ. rồi tụi em trả tiền taxi luôn ủa anh bây giờ <laughs> dạ. Dạ. anh giỡn quá <laughs> <laughs> anh giỡn thôi để anh trả vậy, vậy à? à, mới được hết hồn hết hồn mà xe luôn á À, ở à, Kim hả? Ừ, khoảng năm uh, 5 phút nữa tụi anh tới. Chuẩn bị ra uh, đón khách quý nha. Được rồi. Okay. <laughs> được rồi mình xuống dưới đón mọi người để cho mọi người bất ngờ em ra ngoài chờ em mới lại được yên tâm Ê. được rồi thôi em cứ ra ngoài ngồi chờ đi chị minh à... anh thiện với me ca có làm sao không anh thiện bị nặng ở me ca đó tôi đang lo cho anh lắm nè nếu như không gì đó tụi mình thì đâu có chuyện gì xảy ra như vậy đâu Thôi mà đừng có khóc nữa Bà khóc làm tôi rối lắm luôn á Rồi còn anh Kim sao Ủa bà không tính thăm anh Kim hả Thôi cứ để từ từ đi mà Bây giờ tôi đang lo cho Me với anh Thiện nè Không biết làm sao đây nè ừ, Bà 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 đi kiếm anh Kim đi Tôi tôi ở đây tôi lo cho Mai ca Với anh Thiện được rồi Anh chờ bà lắm á Thôi để từ từ đi bà Mập Đi đi, ảnh mong gặp bà lắm á Đi đi, đi đi mà ừ. Vậy bà ở đây ngồi chờ tin tức nha Ừ Bà, bà biết phòng của ảnh chưa? Vậy thì đi lẹ đi Bà lo được không? Được Đi đi mà, đi 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 đi, tôi lo được mà. Là quá vậy ta, mà không biết có vậy. chuyện gì không được. Cậu gia tiền có nói đi đâu không? Dạ không Cô gọi điện thoại di động cho cô ấy Nói về họp gấp Dạ Thưa chú, không có ai bắt máy à Thôi, biết có chuyện gì nữa. trời ơi Sao không bắt máy Thôi, không cần chờ cô ấy nữa Chúng ta bắt đầu họp Dạ Cô Hoài Thu, trưởng phòng kinh doanh Báo cáo tình hình hoạt động đi Dạ, kính thưa tổng giám đốc Tôi xin phép được trình bày Như mọi người đã biết Trong thời gian qua Công ty chúng ta đã đi dần vào ổn định Nhưng ổn định vẫn chưa đủ Công ty phải càng ngày càng phát triển hơn cuộc sống quanh ta còn có bao niềm vui đồng tiền bạc nghĩa có biết đâu ngày sau quên đi hạnh phúc của bệnh nhân phòng này đâu rồi ờ, dạ tôi không biết cô có phải là người nuôi bệnh không Dạ không Vậy chúng tôi buộc phải khóa cửa lại Mời cô ra ngoài Dạ Quên đi tình người Vô tình lừa dối thân ta cuộc đời là những yêu thương cùng nhau chia sẻ cho nhau lòng người là những bao la tràn đầy tình yêu trong sáng đừng vì hạnh phúc riêng ta quên đi bao người quanh ta cuộc đời là những con tim cùng nhau chia sắt làm người là những yêu thương tràn ngập đầy niềm hạnh phúc tìm về hạnh phúc nơi đây quên đi tất cả ưu phiền hết nói nổi mấy người này luôn đó, chờ hoài mà không thấy tới đâu. cuộc sống quanh ta còn có bao niềm vui đồng tiền bạc nghĩa có biết đâu ngày sau quên đi hạnh phúc quên đi tấm lòng nhân ái ngày tháng trôi qua vội vã theo thời gian ngày ngày gặp gỡ sóng gió của cuộc đời quên đi tình người vô tình lừa dối thân ta cuộc đời là những yêu thương cùng nhau chia sẻ cho nhau lòng người là những bao la tràn đầy mập ơi sao rồi có diễn bà mập chưa có tin tức gì hết á Nè, bà, bà có gặp anh Kim không vậy? Không Vậy anh đi đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa, không có ở trong phòng <laughs> Sao không đi kiếm anh ấy đi? Tôi, tôi cũng muốn đi kiếm nữa Nhưng mà tôi lo cho mọi người ở đây quá Ai là người nhà của Bình Nhân Gia Thiện? Dạ em, em bệnh nhân à. me đã tỉnh rồi chúng tôi đã cho làm xét nghiệm à. còn bệnh nhân gia thiện thì vẫn còn hôn mê à. À. cần phải theo dõi thêm chị, chị ơi có anh có nặng sao chị? không chị có nặng lắm không chị à. hai cô hãy ra phòng hành tránh đóng tiền có giấy tờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh mà là bao nhiêu hả chị nhiều chị bệnh nhân me ca thì một triệu nếu như bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì sẽ được giảm còn đối với bệnh nhân gia thiện thì là 5 triệu hả à. nếu thiếu thì tôi sẽ báo thêm Dạ em cảm ơn Trời ơi Nghe cái số tiền mà tôi muốn nổi bệnh luôn á Tiền của Mai Ca tụi mình còn cố mượn được Còn tiền của anh Thiện thì sao đây 5 triệu tiền đâu mượn Phải báo cho người nhà của anh biết thôi bà ơi Nhưng mà nhà anh ở đâu Tôi cũng không biết nữa Chuyện với bà cũng như không à Trời ơi Giờ tiền đâu mà đóng bây giờ Đúng rồi Tôi có cách rồi Bà đi theo tôi đi à, Đi à, Cách gì Chị Thu Chị Thu Gì vậy Coi chừng giùm em chút xíu nha Em đi đâu Em đau bụng quá à Nha Ừ Đi nhanh đi ừ. Nhớ là nhanh lên đó Em biết rồi Công ty Hoàng Vũ nghe đây Có chuyện gì không Anh Chơi thiện trợ lý tổng giám đốc bị tai nạn Hiện giờ đang ở bệnh viện Nhờ cô nói lại với tổng giám đốc cho tôi Bị nặng lắm Cô nói lại giùm tôi nha cô ừ, Nhưng mà cô là ai ừ. Em cảm ơn chị nha Ủa Ba này kỳ vậy Kêu ngó dùm chút xíu Mà đi đâu mất tiêu à Dạ bao nhiêu tiền vậy chị? 5 ngàn Cho em gửi ừ. Cảm ơn chị Bây giờ sao? Tính sao là tính sao à, Có, có có quay lại thăm anh Kim với anh Thiện không? Ừ. À, vậy, vậy đi nhanh lên đi Chứ không thôi ông giám đốc Ông tới, ông chửi mình xuống à. Đi 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 Nhanh à. lên, nhanh lên Mẹ cá à? kìa, mẹ cá Mẹ cá, cá Ê, chạy, lại chạy, đây. chạy chạy đi, đừng chạy đi. Đừng hỏi gì? nhiều bảo vệ nó bắt bây giờ. Chạy đi. Mà định đi đâu? Về nhà chứ đâu, lẹ đi. Ở đây nó bắt bây giờ. Ê, nói nghe nè. Bộ mới châm đồ của người ta phải không? Bậy bậy nha. Tôi trốn viện Hả? Ông trốn viện? Ừ, chưa đây tiền đâu đâu. Ê, nhưng mà về nhà ông có sao không? Không sao đâu, đừng có lo cho tôi, yên tâm đi, lẹ đi. Ê, nói nghe nè. một khoan đã, tụi mình phải trở vô trong thanh anh thiện đi. Làm gì thì làm, cũng đại tụi mình mà anh mới bị tai nạn chứ bộ. Ê, trời ơi, trời ơi, đau quá. Không sao đau vậy? Quá. Bà Mập, đưa ổng về nhà rồi tính sao đi. Hả? À, gì? Tôi đưa ổng về. Chân ổng bị đau vậy không Để... lẽ tôi cổng không hả? Không lẽ tôi cổng bà? Thôi, Để... đi taxi về. Hả? Cái gì Thôi cũng được, lẽ đi. Trời ơi, ông chảnh gì vậy hả? Đi taxi hả? Ê, taxi kìa. À, taxi! taxi. Ờ chị ơi, cho em hỏi. Bệnh nhân bị tai nạn hồi sáng nó giờ đây đâu rồi chị? Ông ấy tên là gì? Tên là Gia Thiện đó chị. Ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng hồi sức. Tình trạng rất ổn định. Chị có muốn chuyển anh ấy lên phòng không? Dạ có. Chị chị bây giờ tôi đi chị qua đóng tiền viện phí nha. Dạ. Ừ. Chị Lan ơi, chị Lan. Ờ có gì không em? Dạ, chị dẫn cô này ra đóng tiền viện phí để chuyển bệnh nhân lên phòng. À. Em em đi theo chị. Dạ, dạ. Anh ấy bị chấn thương phần mềm do bị da đập mạnh, cho nên bị hôn mê. Nhưng mà xin chị đừng quá lo. Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị. À. Tại sao anh ấy lại bị tai nạn? Bình thường, có bao giờ anh ấy đi taxi đâu. sự dây chuyền của Bảo Kiên. Tại sao anh ta lại có nó? Không lẽ anh ta lấy cấp của Bảo Kiên? anh tú anh tú nhưng nếu anh thiện lấy cấp của bảo kim thì không lẽ nào anh ta dám đeo nó công khai như vậy vậy có khi nào đây là mặt dây chuyền thứ hai cảm ơn em anh em Chẳng lẽ lại là cô ta? Nếu cô ta vào đây sẽ không đến tâm mình. Ở đây nè! Hả? gọi với lỗ tai làm chi vậy bà ừ, tôi rọi lỗ tai làm nào tôi rọi vết thương ông chứ bộ tự nhiên bác mới gì gọi vết thương gọi vô đây người ta sửa nè tào lao tàm đế không im nha nó thiệt tháo ra thì dễ nhưng biết gáp lại có chín không đây ủa mà sao mới rớt con cái mà tự nhiên bể tan nát vậy Ê xe đụng cái như trời giáng, người còn tiêu nữa nói chi máy. Bà thấy không? Nè nhìn đi, thấy chưa? Giống cái điện thoại hở không? Ê bà mập, ông Khờ. Vậy? Không biết anh Thiện á giờ sao rồi ha? Gọi điện thoại thì không được. Ê, ông còn nhớ số điện thoại của anh Thiện không? Nhớ. Mà không. <laughs> tụi mình không có gọi điện được tại sao tụi mình không có quành lại bệnh viện thăm ảnh chứ bà sợ gặp ông già khó chịu phải không ừ nhưng nó phải lúc nào ông cũng, cũng ở đó đâu ừ ê giờ ừ. vậy đi sao, ngày sao, mai sao? mình đợi ông đi làm mình đến ờ đúng đó ờ. ủa mà tại sao tụi mình không tới giờ chứ bà Mập này bây giờ tối rồi sao vô bệnh viện được không biết gì hết à chứ không phải bệnh viện nào mình cũng muốn vô vô, muốn ra ra hả? Ngu quá à. Cái đó là bệnh viện thường. Ờ. À. Còn cái này là bệnh viện lớn của người ta. Đóng cửa sớm lắm. Có bảo vệ canh gác nữa, sao vô? Đâu phải muốn dạo dạo ga ga đâu. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Nha. Ê, sao không chờ lão thập về? ổng không có về đâu mà chờ ổng á bây giờ ổng lo đi tìm khô báo của ổng rồi tìm khô báo chi cho nó mệt vậy không biết nữa bọn mình cũng là báo vật vậy hả ba đứa mình hợp lại là thành một khô báo ờ đúng, à, đúng rồi đúng không thôi được rồi đi ngủ ông bị té đập đầu vợ ông bị khùng rồi à? hả đi ngủ đi <laughs> chắc chắn sợi dây chuyền này không phải là của bảo kim mà chính là của anh ta không ngờ mình lại may mắn như vậy con chào chú ờ à, con ngồi đó đi con đã chuyển khoản qua công ty bên đó chỉ ba ngày nữa là má sẽ về xưởng của mình sao thằng thiện nó nói với chú là phải qua đó kiểm tra máy móc rồi mới mua mà <laughs> là do anh thiện cẩn thận quá thôi chứ công ty của họ uy tín như vậy ai mà dám treo đầu dê bán thịt chó thưa chú chú đừng có lo nha không phải là chú lo nhưng mà chú muốn á phải có thần thiện thì mới quyết định việc này ừ, vậy hôm nay anh thiện có đến đây không chú câu này chú phải hỏi con mới phải chứ ừ, con có biết gì đâu từ hôm qua đến giờ thiện có liên lạc với con không Dạ không ạ. À. Ủa, sao lạ vậy? Gia Thiện làm việc ở đây hơn 3 năm rồi. Chưa khi nào mà nó đi đâu mà nó không nói. Thật tình thì con cũng rất ngạc nhiên. Vì anh Thiện là một người nghiêm túc trong công việc, nhưng lại bỏ công việc ngang xương như vậy. Gia Thiện là người kính đáo, gặp chuyện như vậy cũng không biết hỏi thăm ai. Thôi, con sẽ về phòng để con cố gắng liên lạc với ảnh rồi xem sao ờ nếu có tin tức gì về gia thiện thì báo cho chú biết nha dạ con biết rồi xin phép chú con về ờ alo Bảo kim hả con ờ à, con khỏe hẳn chưa bà tính vô thăm con nè ừ ờ, con muốn ăn gì không Sẵn tiện bà mua cho con luôn Con muốn ăn mà bé Đâm không ăn thì kệ nó chứ Ừ Vô đi Đi lẹ lên Từ từ đi Bà làm gì đi cà rề vậy Bà nói nha Vừa vừa thôi đó Bà lo lắng cho ai vậy Anh Kim hay là anh Thiện Tôi đang lo cho mẹ ca đây nè Không biết đó, ở nhà có tự xây sở được gì không <laughs> Tào lao Nghĩ sao vậy Bây giờ nhà mà có trái đi chăng nữa Ông chạy ra không được Thì ông lết cũng ra khỏi nhà Mệt bà quá à. Bà đi đi lẹ lên Theo tôi bên này nè Nhớ lên Hả Cái gì vậy à... Cứ nhịn quá đi Đừng có nhịn mới... mới quá Đi rồi bà Trời Hú hồn Má ơi Gì? Thôi đi về đi Mắc cười quá Tự nhiên mắc công tới đây bắt đi về Thì đi về chứ sao Tôi nghĩ anh Kim không Không cần tụi mình tới thăm đâu Sao kỳ vậy Bà nha lạ lắm á Thôi đi về đi tôi thấy không có gì lạ đâu Đi Ừ thì anh Kim không cần Nhưng mà còn anh Thiện thì sao Thì anh Thiện Thì để lần sau đi bây giờ đi về không Đi không không về là tôi về á đi đi lẹ lên đi cái bà mập này Đấy, mệt ghê vậy đó phiền phức quá à. sao gọi không được ta? Alo? À chú đây. Con đi đâu mà mấy ngày nay không đến công ty? Công việc thì ngập cả cái đầu. Thật bảo Kim á thì nó bị bệnh. <laughs> chú chẳng biết xoay sở ra làm sao nữa. Dạ, bảo Kim vẫn chưa ra viện hả chú? Ờ. À. Nó vẫn còn bị nhức đầu, nên chú chưa cho nó về vậy con thấy đó ngày nào chú cũng phải vô thăm nó ở bệnh viện dạ ờ, con còn bận một số công việc có thể là vài ngày nữa con sẽ trở lại công ty ủa công việc gì mà quan trọng hơn công việc công ty vậy con anh gia thiện người nhà có ở đây không vậy thì tôi phải giao thuốc cho ai đây ờ à, cô cứ giao cho tôi cũng được đây là thuốc uh, buổi trưa của anh và một cái thuốc của buổi tối nhưng mà anh nên nhớ là riêng có thuốc buổi tối thì uống sau 8 giờ ha tôi để ở đây cho anh dạ cảm ơn cô cô ơi à cô cho tôi hỏi thăm anh muốn hỏi thăm chuyện gì à hôm mà tôi bị tai nạn được đưa vào đây thì à, tôi có đi chung với mấy người bạn vậy cô có biết họ ở đâu không à tôi thấy anh chuyển lên đây có một mình không có ai hết anh à vậy thì có ai đến đây thăm tôi không cô à có một cô gái theo anh lên đây đó và cô ấy đã ứng tạm tiền để đóng diễn phí cho anh rồi cô ấy có nói mình tên gì không cô tôi cũng không biết nữa vậy trong biên lai like thu tiền của bệnh viện có ghi tên của người đóng tiền không trong biên lai like chỉ có tên bệnh nhân thôi cảm ơn cô Anh Thiện hả? Em nè. Thu hả? Anh đi đâu mà mấy hôm nay không đến công ty vậy? Hả? À, anh bận công việc? Nếu anh bận á thì giải quyết công việc của anh xong đi. Ở đây việc công ty em lo được mà. Em có lo nổi không đó? <laughs> không dám đâu. Chỉ cần á khi nào anh đến công ty anh thưởng cho em là được rồi. Ok, cảm ơn em nha. Alo Sao cúp máy hoài vậy cưng Nếu mà còn như vậy Là anh sẽ không khách sáo với em đâu nha Anh muốn gì Sao rồi Sự di chuyển có chưa Chưa có Tôi chưa lấy được Vậy thì tìm cách Lấy nhanh lên nghe chưa Được rồi Tôi sẽ đưa cho anh Nhưng anh đừng bao giờ xuất hiện trước cơ quan của tôi Nếu không thì Một nửa sợi gian anh cũng không có đâu Không giận em càng ngày càng đáo để được rồi anh không đến nhưng nè em đừng quên anh có bàn tay của phật tổ như lai cho dù em có là tài thiên cũng không thoát khỏi bàn tay của anh đâu nha để coi mày có giữ được chị không cho biết Dạ có gì 2 ngàn Tiền rau nè em Dạ Con cảm ơn về Bữa sao cái mua gì con Ê hả? Từ ngày dọn ra đây bán được ha <laughs> Ê chắc rồi, bà Tám á Bà sang lại cho tụi rồi, mình luôn rồi. rồi đó <laughs> Tôi cũng nghĩ vậy á Ủa Hôm nay Bà không đi thăm ảnh hả Sao, vậy con giá Dạ rau kìa. Dạ ngoại mua đâu giờ nó ngoại Dạ 2 ngàn ngoại Dạ ra của ngoại bán à, bó à, rồi giờ dạ, à, đi con dạ dạ hai ngàn ạ à, dạ dạ con cảm ơn <laughs> ê cái gì không đi thăm ảnh đi thăm ai thì anh thiện sẵn ghé thăm anh kim luôn ủa thăm làm gì trời đất phải bà không vậy sao hôm nay ăn nói vô tình quá vậy có gì đâu mà vô tình mình không thăm người ta vẫn vậy mà Ừ. bà nói dối, ánh mắt của bà thể hiện bà nói dối. sao không thăm hai người đó được? hai người đó là hai người tốt mà. tôi với bà là con nhà nghèo, còn đó, đó bà nhìn đi, vòng vòng đây nè. có ai thèm chơi với tôi không? với bà không hả? hai người đó là con nhà giàu mà họ chơi với tôi với bà, đã gì còn tốt với tụi mình nữa. Bà cũng biết nói hai người đó là con nhà giàu, còn bọn mình là một côi, vừa nghèo vừa dốt. Bán cho chị bó rau. Bao giờ nữa? Dạ dạ dạ. Tiền nè. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. <laughs>